trao ngay quả bóng vàng cho cầu Palmer. Quá khủng khiếp, quá ngoạn mục. Đương nhiên đây chỉ là lời bông đùa của các fan Chelsea lúc này. Thế nhưng những gì cầu Palmer trình diễn đêm qua thực sự đã gây chấn động. Cầu thủ duy nhất trong lịch sử ngoại Anh ghi được 4 bàn trong nửa đầu một trận đấu. Đặt 10 điểm tuyệt đối từ SofaScore. Màn trình diễn khủng khiếp đến mức huấn luyện viên đối thủ cũng phải ngả mũ kính nể. Mọi mỹ từ đẹp nhất đều thuộc về Cole Palmer trong một đêm điên rồ tại giải ngoại hạng. Liệu có tồn tại giới hạn cho trụ cột Chelsea hay chàng trai 22 tuổi đã sẵn sàng giúp nước Anh giải cơn khát bóng vàng kéo dài quá lâu? Theo đó, cuộc tiếp đón Brighton của Chelsea khởi đầu đầy sóng gió khi thủ môn Robert Sanchez Maximum giúp chim bóng biển mở tỷ số. May cho ngôi sao xứ đầu bò là các ngôi nổi trên hàng công The Blues đang càng đá càng hay và trật tự nhanh chóng được thiết lập. Phút 21, Nicholas Jackson cướp bóng từ đối thủ rồi đột phá dũng mãnh trước khi kiến tạo cho Cole Palmer ghi bàn gỡ hòa. Có lẽ vào giây phút chạy đến chỗ người đồng đội để cảm ơn, chính tuyển thủ tam sứ cũng không ngờ đây sẽ là khởi đầu cho ngày đáng nhớ nhất sự nghiệp. Luận điểm trên nhanh chóng được chứng minh ở phút 28 khi Chelsea được hưởng phạt đền và nhân tố sinh năm 2002 là cái tên nhận trọng trách dứt điểm. Ở phần trước đó của sự nghiệp, Cole Palmer thực hiện thành công cả 9-11m ở giải ngoại hạng và chẳng có bất kỳ sai sót nào ở lần thứ 10. Tuyển thủ tam sứ đối mặt với các thủ môn ở cự ly ưa thích. Rõ ràng, trụ cột The Blues đang là chân sút phạt đền uy tín nhất EPL và các cổ động viên của Chelsea đã bắt đầu mơ về một chiến thắng tưng bừng trước Brighton. Thế nhưng ngay cả các fan mơ mộng nhất cũng chẳng thể tưởng tượng việc Cole Palmer tiếp tục lập công từ bóng chết với pha đá phạt mãn nhãn dưới bồ điểu. Từ một khoảng cách khá xa so với khung thành chim bóng biển, ngôi sao 22 tuổi đưa bóng thẳng vào góc chết trong cú bay người vô vọng của thủ môn Bart Verbruggen. Đâu có cơ hội nào cho người khác đền bên phía chim bóng biển khi trụ cột Chelsea đã giành lấy giải thưởng Man of the Match khi bóng mới lăn được khoảng nửa tiếng. Thậm chí dưới bộ điệu còn thống kê được rằng đây đã là hat-trick thứ 3 của chân sút xứ sương mù cho The Blues, và đó là một cột mốc sánh ngang với những tên tuổi lớn như Didier Drogba, Frank Lampard hay Jimmy Floyd Hasselbaink. Thế nhưng cơn điên của trò cưng Enzo Maresca đầu đã dừng lại ở khoảnh khắc lập siêu phẩm trên chấm đá phạt. Sau khi chứng kiến Robert Sanchez tiếp tục Maximum dùm đội bạn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, Cole Palmer đã sửa sai cho người đồng đội bằng phạt thoát xuống rồi dứt điểm cực kỳ đẳng cấp ở phút 41. Đến lúc này thì giới truyền thông cũng cạn lời với nhân tố sinh năm 2002 và chuyên trang thể thao SofaScore lập tức dành tặng trụ cột Chelsea điểm 10 tuyệt đối. Ngoài đường biển, huấn luyện viên Enzo Maresca nở nụ cười rất tươi khi cậu học trò đã vừa giúp Chelsea có được chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường. Bên kia chiến tuyến, ông thầy trẻ Fabian Huseler của Brighton cũng phải ngả mũ cùng phát biểu. Không có nhiều cầu thủ như Cole Palmer ở giải ngoại hạng. Cậu ấy quá đặc biệt và đã trừng phạt mọi sai lầm mà chúng tôi mắc phải. Chẳng ai ngăn nổi Palmer ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên, chuyện nhiều ngôi sao chơi như lên đồng ở một cuộc đấu chẳng phải là điều hiếm, nhưng các fan Chelsea có thể tin tưởng vào một sự tỏa sáng lâu dài của nhân tố 21 tuổi. Ngoài việc trở thành cầu thủ đầu tiên của giải ngoại hạng lập poker trong hiệp một trận đấu, Palmer còn là ngôi sao duy nhất của Chelsea bên cạnh huyền thoại Frank Lampard từng ghi được 4 bàn thắng tại 2 trận cầu khác nhau tại EPL. Ở góc độ tổng quát hơn, thông số 31 bàn thắng và 19 pha kiến tạo trong 53 lần ra sân cho The Blues trên mọi đấu trường là thành tích vượt xa mọi kỳ vọng của các fan hâm mộ. Chẳng ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của các chân sút xứ sở sương mù tại sân Stamford Bridge lúc này. Và biết đâu khi huấn luyện viên Enzo Maresca đã bắt đầu tìm thấy công thức chiến thắng, Cole Palmer sẽ là đầu tàu đưa đại diện thành London đến với những danh hiệu trong thời gian tới. Nên nhớ hiện tại Chelsea đang đứng thứ tư với khoảng cách vòn vẹn 2 điểm so với ngôi đầu bảng của Liverpool. Vì vậy không hề là viển vông nếu các fan The Blues coi đại diện London là một ứng cử viên cho chức vô địch kể từ cuối tháng 9. Chẳng cần đánh thuế giấc mơ, và dù ai là thuyền trưởng tuyển Anh ở những giải đấu lớn sắp tới thì họ cũng sẽ trọng dụng trụ cột Chelsea. Đâu chiến lược gia nào lại dại dột bỏ qua một ngôi sao đang thăng hoa, mà biết đâu truyền thông xứ sở sương mù vừa tìm ra cá nhân giúp tam sứ giải cơn khát danh hiệu cũng như đưa quả bóng vàng về lại xứ sở sương mù sau thời gian dài xa cách.